Rất cảm ơn các lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, các cho một ngoài nước thì ủng hộ ông hai ông cháu thì rất là cảm ơn đấy. Ông hai ông cháu luôn rất là khổ, nghèo nhất trong thôn đấy. Làm video thì video em lên video nào cũng xem. Và cảm ơn anh nhá. Anh trưởng thôn cũng là một cái fan cứng của anh. Bắt tay anh gái. Sức khỏe nhá. Vâng. Cháu nhá. Vâng anh ạ. Các ông các bà. Kính chúc. Kính chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu, cũng như là cập nhật cái tiến độ làm nhà hai ông cháu là tới đâu rồi cho tất cả các cô bác, anh chị ở trên kênh là cũng biết. Và đặc biệt là hôm nay có thêm là anh trưởng thôn cùng cháu Lực để mà vào. Và cũng như là anh cũng mong muốn là xuống tham quan nhà của hai ông cháu một chút cô bác nhá. Hiện tại thì ông với lại là anh trưởng thôn thì đang vào trong nhà rồi. Đấy, để cháu Lực xé ở đây và ghi hình thêm một chút nữa. Đấy, các bác nhìn thấy là trước mặt cô bác là một cái ngôi nhà mà hầu như là ở phía bên ngoài thì đã hoàn thiện hết rồi. Còn bây giờ chỉ ở phần mũi là mặt bên ngoài, mặt tiền với lại thêm là cái phần ở trong nhà nữa thôi. Là ngôi nhà cũng vào là hoàn thiện rồi. Mày có biết là bác trưởng thôn là ai không? Hả? Bác. Có à? Thế bác trưởng thôn là bác nào? Bác trưởng. Bác Lì à? À thưa các bác, anh trưởng thôn thì là hôm nọ cũng giới thiệu với cháu Lực. Thì cháu Lực mới biết là hoàn cảnh của hai ông cháu. Và cũng được là bên trưởng thôn với lại là bên lãnh đạo xã cũng đã đồng ý và cũng đã phê duyệt là hoàn cảnh đáng được để giúp. Rồi thì nhà cháu Lực mới xuống và chia sẻ cô bác ạ. Ôi chào chú Toán nhá. Bụi đấy chú. Đang chuẩn bị làm gì đây chú? Chắt. Chắt. Vâng. Lại bụi quá. Đấy, ra phía bên này thì là anh trưởng thôn cô bác ạ. Với lại là ông Sò. Anh cũng mới xuống anh. Vâng. Lại anh gửi một lời chào tới các bác khán giả này. Đây anh cứ nói đi. anh cứ nói là được rồi. Anh lần đầu tiên ghi hình thì là hơi ngại một chút anh nhỉ. Anh thì từ trên kia, anh từ trên kia xuống thì là đi bộ hay là đi xe xuống đây anh? Đi bộ xuống à? Con đường ngày hôm nay là đi khó quá nhỉ anh nhỉ? Hôm trước bảo con đường này sắp đào thì đến bao giờ mới được đào anh? Nhà nước cho xi bao giờ mới đào xuống? Vâng. Hôm nay thì chắc là hôm nay là cũng là lần đầu tiên anh xuống đến đây thôi anh nhở? Vẫn xuống 2-3 lần mà không được. Không, xuống đi 2-3 lần lúc, nhưng mà lúc mà chưa làm nhà ấy. Chưa làm nhà thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ làm nhà, sau khi mà làm nhà thì lần này là mới lần đầu tiên đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, anh thông cảm tí nhá, xuống nhà ông thì hiện tại là ngồi chưa được gọn gàng mấy đâu. Anh đi đâu à? Đấy, nó còn xong rồi. Dạ. Theo như mấy anh em thợ có chia sẻ là độ tầm là 20 ngày nữa anh ạ. 20 ngày nữa là xong. Rất cảm ơn các lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, các cho một ngoài nước thì ủng hộ ông hai ông cháu thì rất là cảm ơn đấy. Ông hai ông cháu luôn rất là khổ, nghèo nhất trong thôn đấy. Hôm trước thì cũng được là anh giới thiệu thì là em mới biết đến là hoàn cảnh của hai ông cháu ấy. Thì sau khi mà em đăng tải lên thì cũng được là các bác này, cô chú, anh chị mạnh thường quân là có yêu quý hai ông cháu và gửi cho hai ông cháu là những cái khoản hỗ trợ cũng như là cái khoản tấm lòng vàng. Thì đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà thì đâu đó là tầm độ 20 ngày nữa là xong anh. Đấy. Đến 20 ngày sau thì anh quay trở lại thì chắc xong hết rồi đấy. Anh trưởng thôn thì anh làm được bên bên thôn là mấy năm rồi anh? Làm được 14 năm rồi. Được 14 năm nay rồi à? Ở thôn mình thì có hoàn cảnh nào mà đặc biệt như hai ông cháu không anh? Ở trên đây có 2-3 hộ thì có
có hồn thì mất bố thì trước bố lấy vừa trước thì không có vừa cả không có con à. Không biết để con bây giờ lấy vừa hai à. Có hai ba đứa con rồi bây giờ bố lại mất rồi bây giờ cũng có một thằng cháu cũng nghèo rất là khổ à, đấy. À, đến sau khi mà em hoàn thiện là nhà cháu xong thì nếu như à, anh thấy là trong thôn này có cái hoàn cảnh nào mà nó còn khó khăn thì anh có thể giới thiệu cho em để em à. Lên em ghi hình xem là được các bác yêu quý thì đến lúc đấy là à, nếu mà như có duyên với lại hạng như có duyên như hai ông cháu này thì là đều đấy là mừng anh ạ. Vâng. Em mời anh uống nước nhé. Vâng. Ôi cốc của ông đâu ông? Uống. Ông Hùng à? Uống nước chè được. Thế hay là ông uống trước đi. Cháu uống. À, ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các bác, các chị á. Và hôm nay thì đích thân là anh trưởng thôn là xuống thăm nhà đấy anh ông ạ. À. Vâng. Thăm nhà thăm khung à, không có gì ăn đấy, trưởng thôn đi. Hãy uống nước chè thôi, anh thông cảm anh nhá. Hôm nào tổng kết là số. Vâng. Hôm nào và tân gia chắc chắn là anh là không thể vắng mặt rồi anh ạ. À. Mai sau có gì giúp đỡ lấy vợ cho ông làm nhà xong lấy vợ. Ông còn muốn lấy vợ không? Ông còn làm được. Ông không làm được rồi à? Ở đây thì là những câu mà trêu một chút thôi ông. Nếu như cô bác ạ, à, nếu như ông muốn thì có thể là ông đã đi được một bước nữa từ rất là lâu rồi. Ở dưới đây thì công nhận là nhiều dín lắm đấy ạ. Ông, anh ạ. À. Anh ạ, à, từ đây đi nhà anh ạ, à, rơi vào tầm đồ bao nhiêu phút anh? Nếu mà đi bộ á. Gần một tiếng. Gần một tiếng. Cô nói để xe máy ở đâu ấy? Xe máy để trên chỗ chiếc bóng xí số. Bóng gần đấy. Vâng. Anh cũng giới thiệu với các bác thì anh trưởng thôn và anh là anh Lì. Năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi anh? 39 rồi. Năm 39 à? Cái công tác ở bên thôn cũng được là 14 năm rồi anh nhỉ? 3 năm công tác mặt trận đấy, từ 17 năm đấy. Vâng. Và hôm nay thì thực ra là anh Lì thì cũng sau khi mà giới thiệu với cháu Lực xong các bác thì anh cũng có xuống đây là mấy lần rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là hai anh em không có gặp nhau và hôm nay thì anh hai anh em có hẹn nhau trước xuống rồi và xuống đây anh cũng là tham quan là nhà một chút. Làm như này cho ông thì tốt lắm. Rất là cảm ơn các mảnh thường quân, cô dì chú bác. Nhà của ông thì hai ông cháu thì nếu mà để làm rộng quá thì cũng em cũng không làm. Tại vì là làm diện tích rộng quá thì ông cũng ở cũng chẳng hết đâu mà. Đúng rồi, làm thế này thì tốt đấy. Và nếu mà sau này mà ví dụ như là cần làm cái kho ấy, thì mình có thể làm hông ở bên đằng sau anh ạ. Đằng sau nhà đấy, làm cái bếp củi nữa. Nó em định thiết kế là làm một cái bếp củi ở trong đấy, nhưng mà làm bếp củi thì thật sự ra thì nó khi mà mình sử dụng ấy mình không có lau chùi thường xuyên, nó bẩn nhanh quá, với lại nó máng mà bám những cái màng nhện ở trên này những cái nó đen hết nhà ấy. Hai ông thợ nó cũng nhiệt tình nhỉ. Vâng, hai ông thợ thì phải nói là khá là nhiệt tình đây. Như không biết là anh có theo dõi cái video mà ông nọ mà hai anh thợ hộ cùng em đi bóc gạch không? Có. Đây video ấy phải nói là ở đây nếu mà như thuê thì chắc là rơi phải tầm độ cũng mấy trăm thôi. Đấy, nhưng mà nó là cái nhiệt tình nó là trên hết. Làm video thì video em lên video nào cũng xem. Và cảm ơn anh nhá. Anh trưởng thôn cũng là một cái fan fan cứng của bác ạ. Ở bên này thì mấy anh em thợ là hôm nay là chắc là đang đi vào chat anh ạ. Cái phần tôn ở trên này thì đã lập và xong hết rồi. À cái này là phải chụp ảnh nhà ấy. À. Và hôm nay thì đây là chụp ảnh gửi cho bên xã để xem đúng không anh? Vâng. Đấy. Phải nói là thưa cô bác, cái những cái ngôi nhà như này thì ngôi nhà mà làm về thiện nguyện thế này thì tất cả mọi cái đều phải thông qua là bên chính quyền thôn với lại xã, cho nên là khi mà làm lên ấy thì các anh cũng là xuống để mà ghi hình lên. Có lấy Mạnh nữa không anh? Gọi cả Mạnh nữa vào. Không biết là Mạnh ở đâu rồi. Ông đứng ở cửa hay là đứng ở đâu anh?
đây để em chụp cho cả anh nữa. Đây để chụp cho. Đấy, hôm nay thì có anh trưởng thôn là xuống đích thân và giám sát đây các bác. Mày có ở đấy không? Nào, thế nhìn ra đây không nhá. Mày có ở bên đây không em? Sắp cho tôi cả mái đi. Tôi cả mái à? Đây được cả mái thì phải xa hơn thôi chú nhá, anh đấy nhá. Mái thì lại phải xa hơn rồi. Nào, thích anh ra nhá. Được anh ơi, vài tấm rồi. Đã. À bên này nữa anh. Đấy mạnh như này, cùng anh đi chụp ảnh đi. Đi. Đi ra kia, đi theo ông ra kia. Mèo một chút. Ơ, nó có xuống tỉnh nữa anh. Đây có phải thoải mái không anh? Thoải mái thì lại phải xa thêm nữa. Thôi anh. Ở hướng bên nào nữa anh? Được rồi. Được rồi anh. Vâng, thế em cảm ơn anh nhé. Ủa em đi xong chưa? Dạ thôi anh, chắc là để hôm khác anh em mình gặp nhau thôi ạ. Anh được nhóm ạ. Ừ. Tôi phải lên với nhóm. Vâng anh ạ, đấy hôm nào. Thế hôm nào anh nhá, cảm ơn anh nhá. Bắt tay anh gái. Sức khỏe anh nhá. Vâng. Cháu nhá. Vâng anh ạ. Đấy hôm nay là công việc của anh nhà trưởng thôn là xuống để mà chụp hình lại và ghi hình lại xem là cái ngôi nhà mà thời gian qua cho lực làm là như thế nào cô bác. Vừa rồi thì anh trưởng thôn về thì có vẻ là hơi sợ một chút cô bác, chỉ sợ rằng là làm sai cái gì thôi ông nhỉ. Đấy, đợt này thì là ở nhà hai ông cháu cô bác, cháu lực sẽ không có đi là dây điện nổi nữa, cháu lực sẽ chọn là đi chìm thì nó đỡ lộ ra hơn cô bác, nó nhìn nó đẹp hơn. Đấy là một tí nữa mình chát vào luôn à anh Phòng? Đúng rồi. Vâng. Cái kìm này sao bấm không được nhỉ? Chắc là sắc quá mà. Ủa dài chín nè, bạc dài chín nè, phải nè. Chú Toán, công việc của hôm nay đội thợ làm cái gì chú? Chiều bên chát. À, chiều chát hả chú? Dạ, ông thì là cái món thuốc nào này không bỏ được ông nhỉ? Hút ra từ lâu lắm rồi các bác, từ độ là năm ông là 17-18 tuổi rồi. Đấy nhưng mà từ xưa. Ông lớn rồi thì không sợ đâu mà cô. Lớn rồi. Tầm đấy là vừa rồi. Xuống. Mới năm nay rồi mà sang năm nó biết rồi. Vâng. Lên chỗ má làm chó tao mà tốt này lên. Chó tôi đi phải. Chó tôi đi mày. Con chó tao mà tốt này nó cao. Này. Nhà không tóc này. Tầm đấy là vừa rồi, không thấp đâu. Lâu lâu chỉ sạc điện một tí thôi mà, chứ hai cháu thì có dùng gọi là suốt đâu. Mày nói đúng dữ rồi, nào tôi xuống mày đóng. Hôm nay là sẽ hoàn thiện, hôm nay là chắt phòng ngủ bên này trước à anh Phòng? Hoàn thiện xong này để ra mặt. Vâng. Xong hết phòng này là bắt đầu ra mặt tiền. Vâng.
Thế là mình hoàn thiện là hết ở trong nhà thì mới ra mặt tiền đúng không anh? Tiền làm xong nhất. Vâng. Làm hết bây giờ rồi, làm hết trong nhà xong ra ngoài. Vâng. Làm mặt tiền xong rồi làm cửa. Vâng. Đúng là xong, làm cửa rất lắc. Vâng. Làm tiếp. Con nào không cửa ra? Hôm nay thì là thấy là bên lãnh đạo thôn về vào cũng nói là ngôi nhà làm khá là đẹp đúng không bác? Anh trưởng thôn thì cũng lại bận công việc, thành ra là anh ấy ở lại một chút thôi, anh ấy lại lại đi về. Vậy ở trong nhà thì mấy anh em nội thợ là làm tới đâu là dọn dẹp tới đấy không? Trên đấy các bác này, sạch sẽ này. Dọn xong nhìn đẹp hẳn đúng không? Dọn xong nhìn nó rộng rãi hẳn. Đúng không? Cái tay làm nó còn mươi găng tay nữa mà nay còn làm không? Tầm mà lên lúc mà nắng nắng như này cô bác, ông không đi đâu làm gì thì cũng ở nhà là ở nhà xem là mấy anh em thợ làm và xem là có cái gì phụ giúp được không thì ông phụ giúp thêm. Còn ra phía bên này thì các cô là chắc là đang trộn vứa rồi. Hôm nay là trộn, bây giờ là trộn bao nhiêu bao ấy hả cô? Một bao thôi à? Trộn một bao một hết ủa rồi. Vâng. Vâng. Tất chạy à. Tự dưng lại hát xì của bác nhỉ. Không biết là có các bác nào nhắc nhở hay là có bạn nào nhắc không. Cũng có một số cô bác cũng có nói với cháu Lực rằng là đi làm thiện nguyện như này suốt thì quên cả việc là bạn gái rồi đấy cô bác. Nhưng mà bây giờ không có duyên thì cũng không biết cách nào được cô bác ạ. Bao giờ có duyên thì đến lúc đấy thì tính tiếp. Lúc nào mà có thì cháu Lực bảo lên kênh cho các bác cũng biết. Hôm nay ngoài những công việc là ở nhà phụ giúp mấy anh thợ thì ông có làm thêm việc gì không ông? À. Ô nắng như này thì đi cắt cỏ chắc mát lắm đấy ông ạ. À. Vâng. Đây đây thì là có à. Đây là con trai cả của chú Toán đúng không? Thế tên là gì? Mạnh ạ. Tên là Mạnh à? À thế là Mạnh to với Mạnh nhỏ gặp nhau à? Mạnh như này thế nào? Mạnh to Mạnh nhỏ đứng lên thế nào? Thế nào? Đấy. Mạnh to Mạnh nhỏ là gặp nhau rồi này. Mạnh là năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 7 ạ. Năm nay học lớp 7 rồi à? Hè. Đây là Giang nhà. Giang vừa đi tắm về sao ấy? Vâng. Quần ướt hết rồi. Đây dính cái gì đây? Eo, dính cái gì đây? Tắm ở đâu ấy Giang? Tắm ở kia. Tắm ở suối kia? Đi cùng ai? Đi cùng anh Mạnh. Đi cùng anh Mạnh à? Không sợ à? Đi suối tắm ấy. Ở trên vùng cao thì cũng chia sẻ thật là mấy bạn nhỏ vùng cao thì hầu như là không có sợ suối mấy cô bác ạ. À. Trừ phi là bao giờ bố mẹ cấm thì nó không sợ. Mày thấy là... Đấy là bốn đứa là hình như là quần áo ướt hết rồi. Ông đi lấy cát nào? Ông đi xem cát à? À. Đấy đi xem là ông lấy cát ở tận đâu nào. Ông đi xem cát thôi bác ạ. Thế là mấy thanh niên này có ai đi không? Có. Có à? Thế đi xem nào. Đi thôi. Đặt ạ. Lực. Hả? À, cầm cái gì mà ăn à? Giang là cứ đòi quay phim thôi. Này, cho Giang cầm như nào. Đấy, cầm như này nhá. Cầm chắc nhá. Đấy, cứ đòi quay phim thôi các bác ạ. Thế để ra bên này đã. Đấy, cho Giang ạ. Cho Giang con gái của chú Toán này thử làm cameraman xem nào. Nhưng mà không biết là có nhìn thấy người không? Nhìn thấy cả người nhá. Tất cả người không? Đấy à. Một tí là hay là đào tạo Giang làm mà quay phim cho chú nhỉ? Đấy ở đây thì các bác nhìn thấy đấy, rằng là đây là ngôi nhà của hai anh em, nhà của hai ông cháu là ở bên trong nhà. Hiện tại thì cái phần
tôn trên này thì đã lập xong hết rồi. À, Giang lên đây, chỉ quay quay vào bố kìa. Đấy, bố đang làm kìa. Cầm máy quay thì cảm giác như nào, có sợ không? Không. Không sợ đâu à? Đừng làm run tay nhá. Đấy, quay mẹ đang xách vứa. Mấy em thợ là đang hiện tại là đang đi vào chắt là cái phòng ngủ đầu tiên của bác. Ở đây thì ghi hình khá là khó cho nên là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa, để một tí nữa xem là công việc của mấy em thợ hôm nay là làm tới đâu của bác nhé. Thích không hả? Nhưng mà đừng có quay thấy lưng của chú quá nhá. Đi xem là hai ông cháu là ở dưới kia lấy cát là tới đâu rồi các bác ạ. Quay phải thấy cả người Giang nhá. Đấy, này thì tuyển chọn được là một caramel của bác ạ. Này ấy. Những cái video cháu Lực chia sẻ lên thì nó rất là đời thường đâu các bác. Cho nên là có như nào thì cháu Lực là biết chia sẻ như thế thôi. Đấy, có những lúc thì là sẽ chiêu nhau một chút. Khỏe đấy bà nhờ. Đấy, các bà thì đang điệu cát của bác ạ. Có muốn làm quay phim không à Thịnh? Có. Có à? Còn sâu như vậy trả lời vậy có ạ à chứ. Vậy. Không được trả lời là trống không thế hiểu không? Vậy. Giang đi xa xa đi Giang thì mới nhìn thấy tất cả mọi người được. Đi xa nữa đi. Đấy. Rồi tầm đấy rồi mới nhìn thấy tất cả mọi người được. Không vào gần quá nhá. Đi. Nào em đứng lên đây em cũng đào tạo một cái thôi. Đào tạo một cái á? À. Đi nào Giang. Ở đây khó quá cho nên là anh chúng con Giang đi trước nha. Đi trước đi. Giang thì có vẻ là rất là thích làm quay phim của bác ạ. Đây ở dưới này thì là hai ông cháu là đến 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 cái khe suối này của bác này. Đấy thưa các bác, ra bên này thì ông các bà là không có đi ra khe suối để mà hót được cái cát chắt lên, cho nên là ông ra đây là giúp đỡ các bà là hót cát lên một chút. Ở đây thì có một cái khe suối mà khe suối này thì có cát ra rất là nhiều các bác ạ. Đấy, nhưng mà cái phần cát này thì là khoán cho mấy anh em đội thợ. Nào đừng có ném. Đấy, ở đây thì có người lớn ở cùng mới cho trẻ con là tắm thế đâu các bác nhá. Nếu mà không có người lớn thì sẽ không có trẻ con là tắm như thế đâu. Thịnh không đi tắm, mày không đi tắm à? Rồi. Ôi, bị làm sao đây? Giang cào ấy. Giang cào á? Cào sao nó cào? Nào. Đi cào. Không ném ơ. Đi cào. Nước nó bay vào đây không ném. Bắn à. Chó bắn nào nó cào vào. Mày cắt ở khe suối thì có rất là nhiều các bác ạ, nhưng mà chỉ sợ là không lấy được thôi. Nào hót lên đây nào, nào hót lên đây nào. Đấy, hót lên. Cát này thì làm cát chắt của bác rất là tuyệt. Ở đây thì có hai tốp là đi lấy cát của bác ạ. Lên trên thì là một tốp đang lấy ở phía đầu bên trên, còn ở bên này là ông đang lấy cát. Gọi là ông đi vào đây để mà ông hộ. Nào, bơi cẩn thận nhá. Bơi thế nào? Trẻ con cũng thưa với cô bác một chút này, trẻ con ở trên vùng cao ấy thì là hầu như là ai ai cũng đi ra khe suối như này cô bác ơi. Thì trừ phi là lúc nào mà không có người lớn ấy, trốn ra thì lúc đấy mới nguy hiểm thôi. Đấy, mạnh thì bé tí này cũng đã tập biết nào. Cũng đã tập vào biết bơi rồi cô bác. Nào. Em làm cái gì đây chứ? Lên em chơi luôn. Không biết là cái ông đang hót kia là có phải cắt chát không ấy. Cái đây có phải cắt chát không ông ơi? Cái đây có phải cắt chát không? Chưa. Chưa. Hả? Chụp gì?
Giang là thích, rất là thích cháu Lực là quay phim của bác ạ. Nào Giang không ra bên kia nhá. Chỉ bơi ở trong khu này thôi. Mạnh có vẻ là lạnh. Lạnh chưa Mạnh ơi? Lạnh chưa? Hả? À? Lạnh người đi về thay áo đi. Nào Thịnh ơi, không đu. Không đu cao đấy đâu. Cái cắt của ông đang lấy thì là cái cắt chắc rất là tốt của bác này, cắt đấy. Ông ấy cảm giác như là có trẻ con ở đây chơi cùng với ông ấy rất là vui. Cắt này thì lấy về là mấy em thợ vẫn phải sàng qua thêm một lần nữa các bác nhé. Để cho nó mịn thì chát mới tốt ạ. Ở cái khe suối như này nếu mà có mưa về các bác là dưng lên rất là to các bác ạ, khe suối này ấy. Đến buổi chiều thì sau khi mà hoàn thiện cái ngôi nhà này xong các bác, thì ra cái phần chuột vứa của các chị này thì cũng mát hơn một chút. Chắc là sắp ốm sao rồi các bác, rất là mong các bác thông cảm. Một ngày thường thường là trộn tầm bao nhiêu bao xi cô? Chị
trộn từng bao một các bác ạ. Nếu mà hết thì mới tiếp tục là trộn bao mới. Chứ để tránh là cái xi nó lâu quá thì nó bị ảnh hưởng tới cái chất lượng xi. Ở đây thường thường là nếu như là người khác nào mà muốn trộn là có nhiều các bác thì sẽ trộn chuột là thường thường là 3-4 bao là một lần. Đấy, công việc của mấy anh em đội thợ với lại ông thì là hôm nay ông thì hiện tại là đang đi xuống suối dưới kia các bác để mà phụ cho phụ với lại các bà để mà điệu cát ra bên này một chút. Đấy, của mấy anh em thợ thì hôm nay là đang chắt phòng ngủ và đầu tiên các bác ạ. Khi mà thêm là một thời gian nữa chắc ở phần bên ngoài xong thì nhìn là ngôi nhà nó sẽ đẹp hơn nhiều các bác nhé. Và mấy anh em đi vào và xây thêm là cái phần bể phốt nữa. Và cái thì còn hiện tại là còn dư là sẽ để mà làm bể phốt. Vào trong nhà thì tương đối là sạch sẽ, mấy anh em thợ đã làm mà tới đâu thì hầu như là dọn dẹp tới đấy hết cả rồi. Sau này nữa để mà khi mà hoàn thiện sẽ không phải dọn dẹp là nhiều hơn nữa. Đây, có thể là ngày mai thì mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là hoàn thiện ở phần phía phòng ngủ ở phía bên này các bác ạ. Ôi, tí à. Có vẻ như là chắt là dùng hứa nhanh hơn nhỉ chú nhỉ. Đây là các cô cũng trộn là từng bao một thôi đấy. Thế mà thường thường là một ngày chú chát thì được tầm bao nhiêu mét vuông chú? Một ngày một buổi. Một buổi đi. Một buổi á? Vâng. Có 5-6 mét nữa. 5-6 mét vuông á? Không cho đâu. Vừa nhanh như chậm. Vâng, thôi đấy, vừa mới vào là thêm lại hết vứa rồi. Nhưng mà đến lúc xoa này thì lại chậm hơn nhỉ? Cho cũng nhanh hơn. Có lúc thì nếu mà mình chắt ở dưới chân ấy thì nó ngấm nước xuống nhiều quá nó lại lâu khô ấy. Vâng. Còn bên trên thì cũng nhanh. Hôm nay chắc là chỉ hoàn thiện là phòng ngủ này thôi đấy chú nhỉ? Vâng. Cảm giác như lập mái xong ngôi nhà nó kín hơn sao ấy, vào trong này thấy mạng yếu yếu ấy. Hôm lắp cửa chắc kín hết mạng cũng yếu thế này. Nhưng mà ra bên ngoài thì thoải mái. Nhưng mà chắc là nó chưa quen, điện thoại chưa quen. Điện thoại chưa quen là mới lắp cửa, mới lắp cái mới bắn được cái phần mái tôn xong đúng không? Nóng hơn đấy. Dạ. Nóng hơn đấy. Vâng. Nhưng mà nếu mà có mấy quạt vào thì nó lại ấy. Em ăn. Biết bao giờ mới có quạt.
Cái máy quạt ở trong kia chú. Có vẻ như là chắt này là phụ vữa là phải chạy là nhiều hơn, tăng bo nhiều hơn nữa. Liên tục đấy, không nghỉ đấy cô nhỉ. Nhưng mà các cô chỉ trộn là từng bao một thôi. Thế là các cô trộn phải tầm 2 bao một thì nó mới được nhiều hơn. Nhiều rồi, trộn không hết. Có vẻ cứng lại nhỉ, chú nhỉ. Cứng, không làm được. Về người nào mà mới vào làm nghề là chắc ra rất là khó ăn các bác ạ. Để cho mấy anh em thợ tiếp tục làm cái bức xẻ đi ra bên kia để mà xem là ông sò lấy cắt ra như thế nào các bác. Đây thưa các bác, vừa rồi thì cháu được mấy ra kia là xem là ông mà làm như thế nào các bác. Để ông thì phụ giúp cho các bà là một chút thôi. Còn công việc của ông thì là không phải là đi đây cắt. Hiện tại thì ông đang đi cắt cỏ rồi. Thế là Mạnh là vừa đâu chơi về đấy? Chưa. À, ướt quần áo rồi, một tí thay áo nhá. Không người lại ốm đấy. Nhá. Được chưa? Để xem cái cặp này nào. Cái cặp này không biết là từ bao lâu rồi các bác, nhưng mà từ rất là lâu rồi. Thấy là đặt mà cháu Lực xuống chia sẻ là đã có cái cặp này rồi, nhưng mà hỏng hết rồi. Cặp này là ai mua cho? Mẹ. Hả? Mẹ mua cho á? Phải không? À. Đây là chắc là đợt mẹ còn ở của bác mua cho cái cặp như này. Thế là Mạnh bây giờ có biết mẹ mình ở đâu không? Không. Không biết là nào. Đừng xé kia. Đừng xé kia, cái này kia kệ nó. Cái này kệ nó nha. Nha. Nhìn lên đây xem nào, nhìn lên xem mới đẹp trai chứ. Mày cắt tóc được ấy nhờ? Không. Hả? Có cắt tóc không? Mày cắt tóc cho nhé, chú cắt tóc cho nhé. Nào xem đầu có cháy không? Rồi đầu toàn cắt đây này. Một tí là đi tắm nhá. Đây, hiện tại thì ở đằng sau cháu Lực thì các bác nhìn thấy được rằng là một ngôi nhà thì cũng khá hoàn thiện, là đâu đó độ tầm là 80% rồi các bác, 70-80% rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cái khoản kinh phí là vẫn còn đang thiếu rất là nhiều. Lực rất là mong sẽ được sự hỗ trợ của các bác, cũng như là trợ duyên của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu. Nào mày ngồi đây nào. Ngồi đây. Đấy thưa các bác, đến hôm nay thì có vẻ thời tiết là khá là nóng. Và từ nay đến giờ thì bị hắt xì ra khá là nhiều rồi. Chắc là cũng là bị ốm hay sao rồi. Thì cái video này cháu Lực xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Nào Mạnh, chào tạm biệt các bà nào. Chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được của bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.